Có phải bạn đang tìm nơi thiết kế logo nhận diện thương hiệu đẳng cấp thật sự? Bạn muốn thương hiệu của mình phải chuyên nghiệp, đẹp mắt, sang trọng và dành riêng cho bạn. Mebo có những thứ bạn cần và thứ mà đối thủ của bạn khao khát. Chúng tôi khác biệt. Với ekip sáng tạo phân tích kỹ lưỡng giá trị thương hiệu của bạn, Mebo tự tin bạn sẽ hài lòng. Gọi cho Mebo ngay 0909 242 986, tư vấn thương hiệu miễn phí. Đã kinh doanh là phải nhanh và chính xác. Mối quan hệ giữa tập đoàn Masan và Techcombank. Tập đoàn Masan của tỷ phú hàng tiêu dùng Nguyễn Đăng Quang và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank của tỷ phú đô la Mỹ đầu tiên trong ngành ngân hàng Việt ông Hồ Hùng Anh cũng như hai vị tỷ phú này có mối quan hệ thân thiết với nhau. Bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang được biết đến là một trong những gương mặt thành công nhất của nhóm doanh nhân khởi nghiệp tại Đông Âu. Họ là những người từng thành công với lĩnh vực mì gói, tương ớt tại thị trường Nga. Sau khi trở về nước, Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang đã tiến hành xây dựng Masan Group với khởi đầu là Masan Food cũng như đầu tư vào ngành ngân hàng là Techcombank. Ông Nguyễn Đăng Quang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank, còn ông Hồ Hùng Anh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank và là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan. Từ sự phát triển trong lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng và hoạt động ngân hàng, hai đại gia Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh đã mở rộng đế chế của mình. Ông Nguyễn Đăng Quang và ông Hồ Hùng Anh được xem là cặp bài trùng, tham gia ở trong cả hai đế chế Masan và Techcombank. Gần đây, Masan thực hiện hàng loạt các thương vụ thâu tóm để mở rộng quy mô như Vinmart, Nước khoáng Vĩnh Hảo, Vinacafé Biên Hòa, Proconcor, Núi Pháo. Trong khi đó, thì Techcombank của ông Hồ Hùng Anh năm 2018 giữ vị trí Á quân lợi nhuận ngành và cũng là ngân hàng tư nhân đầu tiên có lợi nhuận trên vạn tỷ, chỉ đứng sau ông lớn Vietcombank. Tại Masan Group, ông Hồ Hùng Anh được giới thiệu là đã có nhiều đóng góp vào giai đoạn phát triển ban đầu của Masan Group và đưa ra những phương hướng chiến lược. Ông dành thời gian để điều hành Techcombank, một công ty liên kết của tập đoàn Masan với mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Gần đây, ông Hồ Hùng Anh đã rút khỏi Masan để tập trung vào Techcombank theo những quy định riêng của ngành ngân hàng. Đây là quyết định nhằm đảm bảo việc thực thi quy định của luật tổ chức các tín dụng sửa đổi có hiệu lực từ tháng 1 năm 2018 rằng một cá nhân không được kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo ngân hàng và doanh nghiệp. Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Quang tiếp tục vận hành Masan. Cả Masan và Techcombank đều là các định chế lớn tại Việt Nam, lọt vào top 10 doanh nghiệp lớn nhất trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với vốn hóa 100.000 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang chính là hai tân binh được tạp chí Forbes vinh danh vào top tỷ phú đô la Việt Nam năm 2019 với tổng giá trị tài sản ròng lần lượt là 1,7 tỷ đô la Mỹ và 1,3 tỷ đô la Mỹ. Trong giai đoạn 2011 đến 2014, khi nhiều doanh nghiệp khổ sở vì không vay được vốn từ ngân hàng, thì Masan của ông Nguyễn Đăng Quang vẫn được các ngân hàng ưu ái cấp vốn, trong đó có Techcombank của ông Hồ Hùng Anh. Năm 2011, tổng quy mô nợ vay của Masan đã lên tới trên 10.000 tỷ đồng. Sau đó, quy mô nợ tiếp tục gia tăng lên gần 15.000 tỷ đồng vào cuối năm 2012 và vượt qua mức 21.000 tỷ đồng dư nợ vào cuối năm 2013. Tới năm 2017, Masan của ông Nguyễn Đăng Quang đã thu về khoảng 2.000 tỷ đồng phần lãi được chia từ Techcombank, chiếm gần 1/2 lợi nhuận trước thuế của tập đoàn này. Trong năm 2019, Masan đã rót thêm 2.164 tỷ đồng, tăng lên 17.492 tỷ đồng vào Techcombank và trở thành cổ đông lớn nhất sở hữu 20% vốn điều lệ của nhà băng này. Đây là khoản đầu tư vào liên doanh liên kết lớn nhất của Masan, do đó phần lợi nhuận từ liên doanh liên kết mà Masan nhận được trong năm 2019 là 2.182 tỷ đồng, tăng 268 tỷ đồng so với đầu kỳ. Với những mối quan hệ đó, giữa Techcombank và Masan cũng có hàng loạt giao dịch liên quan và ghi nhận tăng rất mạnh so với đầu kỳ. Thứ nhất, về trái phiếu, trong năm 2019, tổng mệnh giá trái phiếu mà Techcombank đã đầu tư vào 3 đơn vị có liên quan là 4.561 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với mức 867 tỷ của đầu kỳ. Trong đó, Techcombank đã đầu tư vào Masan 1.088 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu, tương ứng lãi phải thu về là 567 triệu đồng. Thứ hai, ở giao dịch cho vay, tổng cộng Techcombank đã cho vay đối với các bên liên quan là 2.178 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,96% tổng mức cho vay khách hàng của nhà băng này là 227.885 tỷ đồng. Thứ ba, về giao dịch tiền gửi, tổng tiền gửi của các đơn vị liên quan là 2.820 tỷ đồng, chỉ chiếm 1,22% tổng tiền gửi của khách hàng năm 2019 của Techcombank là 231.297 tỷ đồng. Cụ thể, Masan và nhóm các công ty liên quan cũng đã tăng hơn gấp đôi tiền gửi có kỳ hạn tại Techcombank lên 1.410 tỷ đồng với lãi suất được hưởng là 1,69 tỷ đồng. Về tình hình kinh doanh năm 2019,
Masan thực hiện được 37.354 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 2% so với năm 2018. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng tới 13% khi đạt con số 5.557 tỷ đồng. Còn Techcombank báo lãi ròng là 10.075 tỷ đồng, tăng khá so với mức 8.485 tỷ đồng của năm trước. Từ đó, ta có thể thấy rằng ông Nguyễn Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang cũng như Masan và Techcombank là hai đối tác kinh doanh thân thiết có mối quan hệ đan xen chặt chẽ lẫn nhau. Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa hai ông lớn này? Hãy cùng chia sẻ với Độc Đáo TV nhé! Biên tập viên Ngọc Ánh, ban biên tập Độc Đáo TV. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay!